Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Andy Gaming. Thì hôm nay thì mình sẽ làm tiếp cái game GTA Vice City này. Nhưng mà thì hôm trước đó là mình tải một cái file save khác để mình làm xong nhiệm vụ, thì vẫn còn một vài nhiệm vụ nhỏ nhỏ như là nhiệm vụ bóp điện thoại này nè. Thì bóp điện thoại mình đã làm một lần rồi ha. Nhưng mà hôm nay thì mình cho các bạn xem lại với một cái góc nhìn khác, đó chính là góc nhìn game gốc hoàn toàn không mod gì cả. Đợt trước là mình có mod ha, mod cái bản HD á. Đây thì xong nhiệm vụ này thì mình sẽ tới một cái nhiệm vụ thằng đó nó ngồi trong xe, ở đâu, thằng đó nó phía sau xe. Cây nó kêu vui ghê. À, nó kêu mình đừng có đến quá gần, này mình chơi xuống mình cảm giác cái tâm nhắm trong này nó không có được chuẩn cho lắm. Không biết tại sao nhưng mà cảm giác cái tâm nhắm á, nó không được chuẩn ngay cái vòng tròn mà nó bị lệch đi ra chút xíu à. Nó lệch đi chỗ khác á. Chứ là trời ơi, cái đường người ta đang đi, hai nào là nhảy ra. Ok, đây có một người nữa. Thì cái nhiệm vụ này nói chung là nó cũng không có mất nhiều thời gian lắm. Đây, hàng đó nó trong con xe này ha. Cứ lấy súng này bắn đi. Đó, các bạn thấy cái nó lệch tâm không? Nó lệch cái kiểu mà nó bị lệch ra khỏi vòng tròn luôn á. Không hiểu tại sao nữa. Ui, mang bắt, trời má ơi. Mang nó bắt. Thằng Nicky nó đang ngoài biển, giết nó là xong. Chơi game này thì nói chung là không có sợ bị lỗi game như là bản mod HD. Mod HD làm cái nhiệm vụ mà quán bar đó, như nhiều bạn nói và tất cả những bạn nào sử dụng bản mod đều bị hết. Đó là khi mà làm tới cái nhiệm vụ đó thì bị cái lỗi nó báo là cái lỗi gì á ta, quên mất tiêu rồi. No exception gì đó. Mình dừng giết thằng này ha. Đây các bạn nhìn nè, bắn tại đây nha. Nếu mình bắn ngay tâm mình nó sẽ lệch, thấy không? Rồi phải chỉ cái đường đạn xuống đây. Ui, cái này sao đó, không tới. Xung nhắm chắc bắn không tới luôn quá. Xung nhắm mình không có được cái tâm nhắm, không lấy được cái tâm nhắm. Phải đi gần hơn mới được. Đây gần cái này cho ông nổ con thuyền luôn cũng được nữa. Vậy rồi, ok. Charlie Dixon đang lái xe máy ở Washington, giúp thằng Charlie là xong. Thì cái đám này là cái đám cướp ngân hàng, nó chuẩn bị cướp ngân hàng, nó âm mưu cướp ngân hàng và nó giả làm những cái người làm việc trong thành phố này. Đợi tới thời cơ chín muồi nó sẽ lên đó. Thì mình sẽ tìm giết những cái đám này ha. Con thằng đang lái xe máy vòng vòng đây. Đây là xe gốc trong game cho nên chạy xe rất là đầm, nó rất là ổn. Nó không có nhanh cho lắm nhưng mà nó ổn, nó đầm. Trời, hay vậy. Hôm nay thì mình nó đi xe máy, mình phải giết thì mình giết chứ không phải là mình đứng từ sau mình bắt. Ngu chưa, đứng lên. Trời ơi. Ờ, chết rồi. Xong. Nó bị đi cũng là mình cao quá, nó bị chênh á, thành ra là bắn không tới. Rồi hoàn thành. Để xíu xem mà có cái gì mới không. Mình nhớ nó còn một cái nhiệm vụ nữa, một cái nhiệm vụ ở rồi nó cho mình qua nhiệm vụ bên sân bay, một cái bố điện thoại sân bay. Thì cái bố điện thoại mình chưa có làm ha. Thì các bạn có thấy là có gì lạ hay không, đó chính là máu và giáp của mình. Á, lộn giáp thôi. Giáp vào tiền của mình thì mình làm theo nhiều bạn đó là chỉnh mã Banzer rồi xuống xe Big Bang cứ như quậy hoài thì lên tới đợt đó là cấp độ 50 mấy á. Đó rồi mình cho 50 giáp với tiền mình nhóc luôn. Thì mình mua căn nhà đây đây, bây giờ sell game lại cái nào. Xong nhiệm vụ phải sell lại cho nó chắc ăn. Ơi, má ơi.
Đây khúc nãy bắt đầu có tab là điện thoại đó ở sân bay này ha. Thì đây là nhiệm vụ chính, còn hôm trước mình chưa có làm à, không phải nhiệm vụ chính mà là nhiệm vụ tiếp tục của cái video hôm nay. Chứ còn video hôm trước là cái nhiệm vụ này mình đã làm rồi. Đấy. Bây giờ sẽ đi tới bốt điện thoại ở sân bay. Chẳng là sân bay tìm con xe F1 hay là nhỏ ra chơi Bay City toàn ra sân bay không à. Đó là tìm con xe F1 đó rồi lấy đi chơi. Đâu có lúc đó đâu có làm nhiệm vụ như bây giờ đâu, ra chơi có xin được 2.000, 3.000 ra chơi tìm net mà. Thời đó là nhỏ luôn á. Đó là năm lớp mình lớp 3, lớp 4 gì. Xin được 2, 3.000 ra ra chơi tìm net cho nên là đâu có thời gian đâu mà làm nhiệm vụ. Toàn là đi chơi ngoài toàn trên mã Seaway xong rồi đi xuống dưới biển xong qua thế giới 2 xong chạy sân bay. Rồi đây cái đường đi sân bay nè. Ở đâu? Ngược lại chứ ta. Mình nhớ ra tới ngã tư, đúng rồi, ra tới ngã tư này, về phải. Có cái vạch vàng vàng phía dưới để nhận biết á. Đây là cô vàng vàng này nè. Đây nè, đó, cô vàng vàng này nè. Đó, rồi đi theo hướng này, để đi được sân bay. Bên này là bến xe buýt, bên này hồi đó mình... hồi nhỏ mình đã đam mê lái xe rồi, lái xe buýt rồi đó. Ở đó có cái game mà... Bus Driver, City Bus Driver đây nè. Cũng toàn là vô đây đi lấy con xe buýt này đi chơi nè. Tuổi thơ dữ dội quá. Đường này cũng vô được sân bay mà là sân bay nhỏ. Bên này nó trước có một cái nhiệm vụ lái cái xe này nè. Nó bắt bạn làm cái gì đó. Lái cái con lên xe này nó bắt lại. Lái cái con máy bay nhỏ nhỏ đi làm cái gì á. Là sân bay nhỏ phía trên. Còn sân bay chính là bên kia. Mình còn đi vô sân bay chính nè. Đây, đây là ký ức nó tràn về luôn. Đây sân bay chính là đây nè. Còn cái kia là sân bay phụ thôi. Hey yo, hey yo, yo, yo. Bên kia có một con xe cũng là để làm nhiệm vụ gì á. Cái xe đó khi các bạn lên xe thì nó sẽ cho các bạn làm cái gì á. Đây, 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 đi vô sân bay. Đi vô sân bay tìm cái con xe F1. Không có thời gian nhiều đâu, mình nhớ là đâu nó nằm ở khúc gói hàng này nè. Đi thẳng vô. Đoạn nào ta? Quên bà nằm đâu rồi. Không lâu lắm mà mình không có nhớ. Máy bay này là không lên được. Có tác động không à? Đây nè. Đâu bên này nè. Nhớ là chạy quẹo. Nó nằm gần khúc nhà này nè. Đây nè, gần đây là khúc gói hàng này đây. Ờ, trước nó có con xe F1. Có khi nào con xe F1 là mod vô con xe này không trời? Nó nằm ngay đây nè. Nó con xe này nè. Là ngay cái đám hàng này luôn nè. Ủa vậy là chơi lúc đó mình chơi bản mod rồi, mod thành con xe F1, nguyên con xe F1 luôn. Chuẩn rồi. F1 là con xe chở hàng. Bị lừa bao nhiêu năm. Thắc mắc sao sao mình cứ nhớ là đứa nó chơi game bản quyền mà sao nghĩ con xe F1 ở đây. Ngộ quá. Vậy tôi bị lừa bao nhiêu năm tôi thiệt tình. Buồn dễ sợ. Bên này nó quét súng tẹt tẹt. Tay lớp chiên cá lớn, áo xanh, khẩu súng sau chậu hoa bên phải. Ok, lấy khẩu súng ở bên phải, súng trường, súng này hả? Ba cái súng của bắp. Đây. Ok, khi bây giờ bà này bà đi sẽ nói chuyện với cái ông đó. Thì sau khi bà nói xong thì mình giết cái ông đó chứ không phải giết cái bà này ha. Ok, giữ khoảng cách với mục tiêu, sử dụng thanh đo khoảng cách ở bên phải màn hình. Nó làm tối đa thì hắn ta sẽ thấy bạn. Rồi ok, biết rồi. Không phải nhắc. Súng miễn phí, phí cha mày. Mình rảnh nó, mình không có gì làm, mình chỉnh mã cho nó vui. À, cái ông đó đây.
Thôi không chết mã nữa. Đi bên đây kiếm một gốc khúc khúc mình bỏ súng cho các bạn xem. Đây cái bài này đây ha. Cái ông này đây. Đó, hai ông này đây. Thì bây giờ mình sẽ giết hai ông đó, mình lấy vali. Bà này bà xong rồi, bà đi xong rồi đó, bà xong việc rồi đó. Mình giết hai ông này. Ok, bây giờ nó kêu mình lấy cái vali ha. Run, 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 run. Rồi xong, lấy cái vali mà nó tìm súng ở trung tâm thành phố. Thôi mà mấy anh ơi, đừng dí em nữa. Người ơi, người hỡi. Hết dí rồi. Nó vẫn còn dí. Ê. Nó nghe nè, cho mượn xe cái đi. Chứ mà rồi xuống xe cái. Rồi bây giờ tôi giết hai ông nha. Từ tôi đang đuối máu. Run. Tè. Máu rồi nó chứ. Thì mình chạy đội bộ, mình chạy bộ nha, nó chạy xe nữa. Tại chạy bộ nó bị tốn sức thôi chứ. Gọi là sức lực mà gọi là tràn trề là chạy tới mai luôn. Gì vậy? Hết hồn, không phải công an. Quỳ má ơi, băng đạn nó dí con mấy anh ơi. Mấy anh nó dí. Đạn, không phải, đúng rồi, băng đạn nó dí mình. Ê, cho mượn xe coi, thằng quỷ nhỏ. Hay taxi. Mượn xe coi. Bắn tao thì bà luôn. Có đám băng đạn nè, xe đen á, đây nè. Đó, nó bắn mình bây giờ, nó là đàn em của cái thằng cha già này mình giết. Đó, nó thủ, nó canh mình, nó quất mình. Mấy xe này chạy cảm giác nó không có được max speed, nó bị kỳ sao á. Chỗ xa dễ, xa dữ thần. Xa vậy trời ơi. Ờ, tới nơi là tới tận súng rồi. Tìm súng. Tiêu. Nói cái vali này vali gì nữa. Để cho ông tới tìm súng rồi. $800. Rồi. Tiếp theo là nhiệm vụ gì đây? Mình nghi là nó bắt mình phải làm những nhiệm vụ như là chứa bom và cái cây cầu dừa này. Ê khoan, gần đây mình có cái chỗ sale game nè. Tranh thủ mình đi sale game cái nào. Ngay đây. Đi thẳng xuống cuối đường, vào phải. Đi thẳng xuống cuối đường. Đường nào mới được, này ngã ba. À rồi ok, đi thẳng xuống cuối đường này, vào phải. Như đám là cái đám, cái nhà của cái đám gì á. Không ta. À không, là cái gara. Mình không ngờ là mình có cái ra đây luôn á. Gì cũng vậy, luôn cái, chắc ăn. Lỡ mà có gì, chết. Trung tâm thành phố. Cái cửa nó bị điên hả? Mở nó lập, nó mở đập hoài luôn. Rồi bây giờ mình hết nhiệm vụ rồi, bây giờ mình... Đi xuống đây là nhiệm vụ chế bơm. Để mình đi bộ tới xem có ai gọi nữa không. Tại lâu lâu nó có thằng gọi bấm nút táp để trả lời nó mới có nhiệm vụ. Lâu nó chơi khô máu vậy. Không ai gọi chân, không ai thèm gọi chân. Nhục mặt dễ sợ. Trời ơi. Mình quên mất tiêu cái nhiệm vụ mà đua xe á, lấy con mô tô mình biết đã làm chưa nữa. Nhiệm vụ đó thì mình nghe nói là
phóng cái dốc trắng trắng bữa thì sẽ đi qua được, thì đúng là cái dốc nó tại bữa mình sơ xuất quá giờ do cái game nó mod, chứ con này đúng rồi nè, đúng là con xe này nè. Còn cái con kia nó mod, nó trơn cực kỳ trơn luôn, các bạn thấy lên dốc nó tuột, lên dốc nó tuột đây nè. Như vậy hết nhiệm vụ này rồi, không còn nhiệm vụ này nữa, sau nhiệm vụ này rồi mình không có làm nhiệm vụ này nữa, chắc có lẽ là sale game nó xong rồi. Tại vì nhiệm vụ đó thì nó có cái mục để, chứ còn bây giờ nó không có nữa thì chắc là xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi lái xe kem mà. Rồi nhiệm vụ final thì để mình tìm cái sale game, tại vì bây giờ mình đọc tham khảo thông tin trên mạng á. Ôi trời ơi. Mình có tham khảo thông tin trên mạng thì biết được là muốn làm được nhiệm vụ kia các bạn phải làm hết tất cả những nhiệm vụ nhỏ lẻ nhất trong game. Nhỏ nhất luôn nha, nhỏ nhất luôn, mình xin nhấn mạnh là nhỏ nhất luôn, chứ không phải là chỉ làm những nhiệm vụ có hình đâu, như có cái con xe đậu ngoài sân bay đó các bạn cũng phải làm luôn mới được. Nhúng nhúng nó vui vui sao. Rồi bây giờ đi bán bơm, bán ma túy chứ. Giả làm bán kem đi bán ma túy. Ơi, bậy. Án mạng quầy thủ tục. Xe thêm cái nữa. Tiêu trên xa lộ. Rồi. Cái sale 2 ở giữa mình nó là cái sale game của cái hình như là bán quyền thì bạn, bán quyền nó không chơi chung với cái sale này, mình không biết tại sao nữa. Dùng xe kem để bán ma túy, bệnh sinh nhân tiền mọi giao dịch, thời giao dịch thì sẽ cần nhiều lực dưới cho cảnh sát. Hiểu rồi. Có nghĩa là mình sẽ đi bán kem. Thì nếu mấy bạn muốn đi bán kem á, ê, bán kem thì bạn dừng là bấm nút ship, đúng không? Nút ship. Sao bấm nút ship không thấy gì chân vậy? Mình cũng biết tại sao nữa, để bấm nút ship sao được ta. Sao bắn kem này bây giờ nó hết chịu rồi. Trời, nó bắn nhau trước mặt mình vậy đó. Từ đây mình lát lại cái bán kem cái nè. Bắt xe kem rồi. Nói chung là mình không hiểu nhiệm vụ này nó như thế nào nữa. Thì nó kêu mình là nếu mình muốn dừng bán để không bị chú ý á, thì mình dừng lại xe xong rồi mình bấm nút ship để nó bán kem. Nhưng mà bán ở trên đất những cái đám dân hồ thì nó sẽ đòi tiền bảo kê, nó sẽ bắn mình. Đấy. Muốn hòa bình thì đừng có bán kem, mà không muốn công an dí thì đừng có bán ma túy. Nó cũng có vần chứ không. Trong này có cái bệnh là có mấy con xe này nó mới ăn cái giống mà nó lùi chậm cực kỳ chậm luôn. Thế nè. Trời ơi, nhìn nó lùi nè. Bật không? Nó lùi tới mai luôn á. Mấy con siêu xe này nó lại lùi rất là nhanh, mình chả hiểu tại sao. Chắc là tại nó nhanh. Thế nào? Thấy không? Lùi rất là nhanh luôn. Cái con vàng vàng hở mui nãy, mui trần để mình đi cũng lùi nhanh lắm. Cho nên mình lấy con đó mình đi chứ không thôi mình lấy xe khác rồi. Xe nhanh là lấy đi thôi. Xe kem có chơi vậy. Có rồi. Đi bán một tí thôi. The Whoopee. Rồi, biết rồi. I never asked your sister out, man. Forget about her, Mario. Mario. Rồi bây giờ em muốn bán kem thì sao hả mấy anh? Hai tôi bán kem. Ê, trước á, trong này có một xe siêu nhanh này nè, xe nhanh đó. Mình gọi là xe FBI. Làm sao để bán kem, làm sao để bán ma túy vậy trời ơi. Không có bản đồ luôn. Không có chút xíu gì thông tin về chỗ nào mà bán ma túy trơn. Little Havana kìa. Bạn đã nghe bài Havana chưa? Havana Ulala. Lúc nào bán kem vậy trời.
biết thằng nào mà bán với mặt hả? Trời, nhất không phải cho tôi biết mặt thằng nào bán chứ chơi gì đâu mà im lặng luôn á, biết ai đâu mà bán căng nha. Mình đi ngang nhà cũ luôn nè. Have you been puppet? 8 9 10 10 vợ cần tròn ship. Whatever. À, bấm lần thôi. Tăng 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 tăng. Nhà vui chứ. Sao toàn mấy mẹ này ăn kem vậy? Trời ơi. Là đàn bà con gái ăn kem. Ôi bị ngoan bắt rồi. À ok, con trai rồi. Cơm mang tới là dọn hàng đi. Trốn. Như nãy có cái đứa đó, nó hút nâng kem xong nó nằm dưới đường nó ngủ luôn. Sức mạnh của kem. Clem kem chuối ai ăn không? Trời ơi mày chơi tao hoài mày. Clem kem chuối ai ăn không? Kìa có người mua kem rồi nè. Bán được 10 cây rồi nè. Mình biết là bán kem bán ma túy nữa. Thôi chuồng. Khi mà bạn bấm hai lần double bấm, bấm double rồi thì nó sẽ tắt cái bán kem đi. Và khi bạn bấm giữ cái nút shift thì nó sẽ bật cái bán kem lên. Này, bán kem dạo. Clem cái chuối đi. Vua dân hộ tới đền nợ, dân hộ tới đền nợ, thôi chạy. Dân hộ đền nợ. Dân hộ đền nợ má ơi. Ê, dân hộ ăn kem không? Thôi bỏ đi. Tao đi chơi bằng mày luôn. Tao biết mày sẽ bắn nha, tao giết mày trước. Thứ binh đồ đinh gì đâu, tao bắn kem rồi mình có lòng tốt mà nó bắn mình vậy đó. Ăn kem không? Có lấy con chuối ăn không? Tôi bắn kem nè trời ơi. Tân. Nhạc hay. Mình biết là bán kem có người tí nữa, mình tại sao nữa. Một tí thì lấy cái điểm nào đâu mà. Đây là bán kem mà. Chợ con này ế gì? Mày ăn hết trơn á. Này tao nói chuyện mà nó được đâu có được thằng. Khu này chỗ đồng bạn gái nó bui quá trời luôn, bán đâu được gần 10 cây luôn. Khu này bán cái giờ được 1 cây 2 cây ế quá. Lệ 3. Rồi chuồng khu khác. Thôi, anh ăn ăn kem không? Anh ăn kem thì anh đuổi theo chứ anh không ăn kem thì đừng đuổi theo anh. Bán cái từ nó mới trất. Này nè, đó. Bán này mới trất. Này ok, anh mập với anh đen. Rồi, bán cái kem. Nó trời đại gia luôn, đại gia mặc đồ vest đồ đội nón gì đó. Muốn gọi nó gì nữa. Ok. Gì sao ế vậy? Ê. Khu nãy mới là ngon, khu nãy toàn con gái mà. Một đám luôn mình bạn cái nó bu xung quanh xe luôn. Tại bạn thấy là khi mà nó mua kem xong nó sẽ đi tới chỗ khác, nó sẽ hình như là nó sử dụng hàng. Thôi các bạn xem, tôi xem mấy cái thằng kia nó như thế nào. Ê, có một thứ nhất nè.
mình xem thử mấy cái thằng mà nó khi mà nó mua kem xong thì nó sẽ làm cái gì, nó bị cái gì. Trời đất quỷ thần ơi, trời đất quỷ thần ơi, tôi thấy mất súng hết luôn. Bao nhiêu công tình tôi lụm súng, tôi chỉnh súng mỗi cái tay thì tôi mất hết súng rồi, mất hết kem luôn rồi, nhỏ thôi luôn vải trưởng. Trời, súng bây giờ nó về lại từ đầu luôn, phải chỉnh lại súng nữa. Nhỏ, chỉnh được tới 400 mấy đạn súng nhắm luôn, giờ còn năm mấy à. Thôi kệ, đi giết khi nào mới xong. Rồi thôi, ok, thì video này mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã dõi cái video này. Thì nếu các bạn thích cái video này thì các bạn hãy like, share và subscribe cho mình, ủng hộ mình và comment ở dưới thiệt nhiệt tình phía dưới ha. Thì có lẽ hôm nay sẽ là tập trước tập cuối một tập, thì để mình tìm cái file game Last Mission là mình sẽ chơi cho các bạn xem nhiệm vụ cuối cùng. Rồi mình sẽ nghĩ cái series GTA Vice City này mình sẽ tính tiếp, là mình sẽ làm GTA San, mình làm thêm một game khác nữa ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye.